Ok, xin chào các bạn, đi sốc fan của Velo Lê Thái Tổ. Dạ vâng, xin chào các bạn, đi sốc fan của Velo Lê Thái Tổ. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn những cái phiên bản rất là đặc biệt cho dòng đi sốc GA800. Đây là một dòng đi sốc với hai phối màu đen đỏ và có sở hữu một cái kích thước rất là vừa. Nó thuộc dòng G-Shock cỡ vừa mà Velo sẽ giới thiệu cho các bạn trong buổi livestream ngày hôm nay. Và G-Shock GA800 nó sẽ là cái bộ sưu tập G-Shock hiển thị giờ hybrid kim số song song với 3 kim giờ phút và giây. Đó, nó sẽ trở thành một phiên bản rất là vừa tay cũng như là rất là tiện ích trên cổ tay của các bạn. Và với các bạn nào mà có cổ tay khoảng 14,5 trở lên, các bạn đã đeo được cái mẫu này rồi. Và như cổ tay của mình đây, các bạn có thể lấy thước ra, dây ra các bạn đo. Thì như cổ tay của mình là 15,5, thì mình sẽ đeo cái mẫu này rất là đẹp và mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem. Vâng ạ, và trên tay mình đây, đây chính là hai phiên bản cơ bản của dòng G-Shock GA800 với GA800 1A và G-Shock GA800 4A. Đó. Đầu tiên thì mình xin mở hộp chiếc GA800 1A. GA800 1A cũng sẽ được trang bị cái hộp và gồm có hai ngăn. Ngăn trên thì chúng ta sẽ có cái sách hướng dẫn sử dụng cho module 5535. Đó. Và các bạn có thể thấy là toàn bộ các cái dòng G-Shock GA800 nói chung ấy thì nó sẽ đều sử dụng cái module máy là 5535 này. Đó, và các bạn có thể sử dụng chung một cái sách hướng dẫn sử dụng này. Đó, và Velo cũng sẽ đăng tải những cái clip hướng dẫn sử dụng cũng như là những cái bài viết hướng dẫn sử dụng trên velo.vn trong thời gian tới để cho các bạn dễ dàng tham khảo hơn. Đó, và một quyển sách thứ hai rất là quen thuộc của chúng ta đấy chính là cái sách về bảo hành quốc tế International Warranty Regulation. Đó, ở đây thì các bạn sẽ được bảo hành quốc tế 1 năm cho thân máy ở trên tất cả các quốc gia trên thế giới mà có đối tác của Casio. Đó, và các cái đối tác của họ thì người ta sẽ liệt kê ở trong cái phần Member of Casio G-Shock International Warranty Network. Đó, các bạn có thể thấy ở đây Member of Casio G-Shock International Warranty Network. Và khi mà các bạn mua G-Shock tại Velo thì các bạn sẽ được bảo hành trên toàn cầu. Thì cái chế độ bảo hành này thì mình tin là nó sẽ rất là hữu ích đối với các bạn mà du học sinh cũng như là các bạn đi du lịch ở nước ngoài. Thì nếu mà chẳng may trong quá trình mình đi thì có vấn đề gì về đồng hồ thì các bạn hoàn toàn yên tâm, các bạn có thể tìm đến tất cả các đối tác ở trên toàn cầu của Casio. Đó, và nếu mà các bạn không có mang cái quyển sách này thì các bạn hoàn toàn có thể inbox qua fanpage của Velo và chúng tôi sẽ gửi cho các bạn cái địa chỉ cũng như là cái contact liên lạc, cái số điện thoại liên lạc của cái đối tác của Casio ở nước đó để hỗ trợ các bạn. Đó, và đây là một loạt những cái phụ kiện mình sẽ giới thiệu ở dòng sau. Những cái ưu đãi tặng kèm mà các bạn mua G-Shock tại Velo sẽ được thì chúng ta sẽ nói chuyện ở trong phần cuối của clip. Và cái ngăn ở dưới, quay trở lại với GA800 1A, thì ngăn ở dưới của chúng ta sẽ là nơi để Casio trang bị sẵn cái hộp lục giác này đây để bao bì để đựng cái G-Shock GA800 1A của chúng ta với một màu sơn đen này và logo G-Shock màu đỏ. Đó, thiết kế hình lục giác rất là quen thuộc để các bạn yêu thích đồng hồ G-Shock. Và vâng, và không để các bạn chờ lâu hơn nữa, các bạn có thể xem được ngay. Và đây, xin chào các bạn, với GA800 1A phiên bản G-Shock cỡ vừa với hiển thị giờ hybrid giờ kim số với 3 kim giờ phút và giây. Đó, mình sẽ xin tạm để cái mẫu này tại đây. Một lát nữa thì mình sau khi mình mở hộp xong chiếc GA800 màu 4 thì mình sẽ giới thiệu những cái điểm hot và đặc biệt nhất của dòng G-Shock GA800 cho các bạn xem. Đó, để tạm em GA800 tại đây và chúng ta sẽ đến với GA800 4A. Vâng ạ, lại một chiếc đồng hồ dòng G-Shock GA800 nhưng mà với phối màu màu đỏ. Ok, với vẫn là hộp hai ngăn, ngăn trên là cái sách bảo hành quốc tế này và cái sách hướng dẫn sử dụng này. Các bạn có thể thấy là cái bộ phụ kiện của GA800 4A cũng như là 1A nó sẽ giống hệt nhau. Và đây là cái hộp của nó cũng giống nhau luôn. Ok, đây, và mình xin giới thiệu với các bạn G-Shock GA800 4A. Có thể nói đây là một chiếc G-Shock màu đỏ rất là đẹp với thiết kế mặt đen, dây vỏ màu đỏ và
nút bật đèn mặt trước màu đỏ, màu đen rất là đẹp. Với các bạn nào mà thích phối màu đỏ đen thì các bạn hoàn toàn chọn được ngay cho mình cái chiếc Z-Shock GA 800 Bona này. Với một mức giá rất là vừa phải và dễ chịu thì GA 800 Bona cũng như là GA 801A luôn nằm trong danh sách cháy hàng tại Belo Lê Thái Tổ, và mình thực sự mình rất là vui mừng khi ngày hôm nay mình có được đủ cả hai phiên bản để giới thiệu cho các bạn đó. Và các bạn có thể thấy là với thiết kế của chúng ta đó, các bạn có thể thấy ở đây GA 801A và GA 804A của chúng ta đều được thiết kế hiển thị giờ kim số, hiển thị giờ kim số song song đó, với ba thiết kế là ba kim giờ phút giây riêng biệt đó. Và hai phiên bản gốc của dòng GA 800 là một GA 801A ở đây và GA 804A, hai phiên bản này đều đã được giới thiệu chính thức tại Belo Lê Thái Tổ với chế độ bảo hành quốc tế 1 năm và thay pin miễn phí trọn đời. GA 800 thì sẽ có thiết kế tương đồng như dòng G-Shock GA 700 nhưng với kích cỡ nhỏ hơn, nó không bị quá to như GA 700, và GA 800 thuộc dòng G-Shock cỡ vừa và khá mỏng so với các mẫu G-Shock thông thường khác. Kích thước chi tiết của GA 800 chính là 54,1, 48,6 và độ dày là chỉ có 15,5mm mà thôi. Và nếu mà so các bạn so với cả G-Shock GA 700 thì nó sẽ bé hơn rất là nhiều. G-Shock GA 700 thì nó sẽ có kích thước là 57,5, 53,4 và 18,4. Trong khi đó GA 800 tôi xin nhắc lại là nó chỉ có là 54,1, 48,6 và 15,5 đó. Và ngay cả khi mà các bạn so G-Shock GA 800 với cả dòng G-Shock GA 100 quen thuộc thì GA 800 vẫn nhỏ hơn và mỏng hơn đáng kể đó. Và kích thước của GA 100 đó chính là 55 này, 51,2 này và 16,9 đó, nó đều lớn hơn dòng G-Shock GA 800 này. Và mức giá của dòng G-Shock GA 800 cũng rất tốt, dù được trang bị 3 kim giờ phút giây và nút bật đèn mặt trước. Các bạn có thể thấy là GA 800 nó chỉ có mức giá niêm yết là 3.196.000 mà thôi đó. Và nếu mà các bạn đặt mua online trên website hoặc sau qua cái đường link mình có để ở phần mô tả thì các bạn còn được giảm 10% nữa, và giá sau khi giảm của nó sẽ rơi vào khoảng 2.876.000 mà thôi. Và nếu mà các bạn nào mà có thẻ VIP card của Belo rồi thì các bạn sẽ chỉ cần mua với mức giá khoảng 2.500.000, trên 2.500.000 một chút đó. Mình tin đây chắc chắn là một cái phiên bản tốt nhất trong tầm giá đối với các bạn chỉ có cổ tay nhỏ, thì các bạn mới nhất, tốt nhất trong tầm giá mà các bạn có thể nhận được. Và Belo cũng đang có sẵn rất rất là nhiều màu cho phiên bản này. Và mình sẽ có một số các cái điểm đặc biệt mà mình sẽ giới thiệu các bạn. Ví dụ như là những cái tính năng rất là thú vị cho các bạn yêu thích vận động, đó chính là chế độ bấm giờ nhanh ngay ngoài màn hình chính với bộ nhớ lên đến là 120 vòng đó. Các tính năng khác thì bao gồm là chống sốc này, sốc resistant này, chống nước ở mức 200m đó, sub resistant 200 water resistant, và đây là double led light, là đèn led kép. Các bạn có thể kích hoạt bật bật đèn ở phần này đó, và nó sẽ có hai cái bộ đèn ở đây. Chúng ta sẽ có bộ đèn ở 9 giờ này và 6 giờ này. Khi mà các bạn bật lên thì cái kim dạ quang này nó sẽ bắt sáng, và kim giờ và kim phút của chúng ta sẽ là kim dạ quang. Và khi mà các bạn bật đèn lên thì cái kim này nó sẽ bắt sáng, nó sẽ giúp cho các bạn xem giờ thêm một khoảng thời gian nữa, và nó sẽ rất là dễ dàng cho các bạn xem giờ trong bóng tối. Và tính năng tiếp theo là bấm giờ thể thao với độ chính xác 1/100 giây đó. Và các bạn hoàn toàn có thể click ngay ở ngoài màn hình chính đó, các bạn có thể ấn start này luôn đó, stop, rất rất là tiện lợi thưa các bạn. Và sau đó là các bạn chỉ cần chuyển về cái chế độ xem giờ chính của chúng ta thôi. Đây, mình sẽ làm lại một lần nữa. Các bạn đang xem giờ bình thường, các bạn hãy ấn nút start này thì nó lập tức truy cập vào chế độ bấm giờ thể thao luôn. Thì với các bạn nào mà yêu thích vận động cũng như là tập thể dục thể thao thì các bạn sẽ thấy rất là giá trị với cả cái tính năng này đó. Ok, và các tính năng khác ví dụ như là Countdown Timer, bấm giờ đếm ngược, Dual Time là giờ quốc tế song song, các bạn có thể xem một cùng lúc hai múi giờ đó. Các bạn có thể chỉnh cái múi giờ quốc tế ở phần World Time, và các bạn có thể tham khảo
Đó, các bạn có thể đổi cái giờ quốc tế tại đây. Và các bạn có thể xem song song hai múi giờ ở tại kim giờ phút và giây và cái màn hình số điện tử này. Các bạn có thể xem song song hai múi giờ tại đó. Và tính năng mà mình cũng nghĩ là các bạn sẽ thỉnh thoảng có việc cần phải dùng, đấy chính là Daily Alarm, là cái báo thức hàng ngày. Khi mà các bạn không tiện sạc điện thoại của mình thì các bạn có thể sử dụng chiếc đồng hồ di sốc này như một chiếc đồng hồ báo thức được, vì nó rất là tin tưởng cho các bạn, vì pin nó sẽ rất là lâu và thời lượng pin ước lượng khoảng 3 năm. Và các bạn sau khi các bạn hết pin thì các bạn hoàn toàn yên tâm với chế độ thay pin di sốc miễn phí trọn đời tại Belo. Các bạn có hết pin thì các bạn cũng chỉ cần cầm đồng hồ của mình qua và đọc số điện thoại của các bạn thì Belo sẽ thay pin miễn phí cho các bạn. Đó. Và G-Shock là 800 1A cũng như là 4A thì đều đã được giới thiệu chính thức tại Belo Lê Thái Tổ. Đây chính là showroom bán hàng và chăm sóc khách hàng duy nhất của chúng tôi ở 46 Lê Thái Tổ, bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Các bạn chỉ cần qua bờ hồ mà thôi thì các bạn sẽ thấy logo G-Shock cũng như là Belo rất là nổi ở hồ, và các bạn có thể vào để trải nghiệm ngay cặp đôi G-Shock là 800 1A cũng như là 4A ở đây. Và khi mà các bạn mua G-Shock tại Belo thì ngoài cái chiếc đồng hồ này ra, full bộ này ra, đó thì các bạn sẽ được tặng thêm cái thẻ bảo hành quốc tế này, giúp cho các bạn được bảo hành quốc tế trên toàn cầu. Và như mình đã nói thì các bạn sẽ được thay pin G-Shock miễn phí trọn đời này. Và chúng tôi cũng sẽ có rất là nhiều các cái phiên bản màu vòng tại đây, thì giúp cho các bạn là kết hợp cùng chiếc G-Shock của mình tạo nên những cái phiên bản cặp đôi vòng đeo tay cùng với cả đồng hồ G-Shock rất là đẹp và rất là ấn tượng, giúp cho các bạn có thể thỏa sức phối màu cùng chiếc G-Shock của mình. Đó, như cái phối màu GA804A mà mình phối với cả cái chiếc vòng đeo tay màu đen này thì nó sẽ rất là đẹp và sẽ rất là nổi bật. Và Belo sẽ không chỉ có vài màu cho các bạn chọn mà Belo sở hữu đến khoảng 20 màu, hơn 20 màu, và chúng tôi sẽ cố gắng là cập nhật thêm trong thời gian tới với những phiên bản vòng đặc biệt hơn. Đó, nhiều màu sắc hơn. Vâng, và tất cả những cái ưu đãi cũng như là phiên bản này thì đều đã được giới thiệu chính thức tại Belo Lê Thái Tổ. Và mình nhắc lại một lần nữa, mức giá niêm yết của nó rất là tốt, chỉ có 3.196.000 mà thôi. Và khi mà các bạn đặt mua online qua website belo.vn thì các bạn sẽ được giảm giá 10%, cũng như là nếu mà các bạn đã là khách hàng Belo rồi, các bạn sẽ được giảm giá 15% nữa. Và chúng tôi sẽ miễn phí vận chuyển toàn quốc, COD toàn quốc cho các bạn yên tâm mua sắm. Và các bạn hoàn toàn tin tưởng ở Belo với tem vàng chống giả lấp lánh ở phía sau nắp lưng như thế này thì các bạn đã hoàn toàn yên tâm là đây là sản phẩm chính hãng và phân phối chính thức tại Việt Nam. Đó, Belo khẳng định một cái điều đó, và Belo cũng đã có kinh nghiệm từ năm 2009 đến nay, đã theo đuổi G-Shock rất là lâu rồi và đã phục vụ rất rất nhiều các bạn G-Shock fan trên cả nước rồi. Tính đến nay là hơn 200.000 khách hàng đã mua G-Shock tại Belo rồi. Vâng ạ, và mình rất là cảm ơn sự ủng hộ của các bạn và rất là mong tiếp tục nhận được sự quan tâm và sự ủng hộ của các bạn trong thời gian tới. Belo cũng sẽ cố gắng hoàn thiện cái dịch vụ và ngày càng làm tốt hơn cho các bạn, và rất là mong nhận được nhiều sự đóng góp cũng như là ủng hộ của các bạn. Và mình xin phép được kết thúc clip live stream dòng G-Shock GA800 hai phối màu cơ bản là đen đỏ này tại đây. Và mình rất là mong sẽ gặp được trực tiếp các bạn tại Belo Lê Thái Tổ, số 46 Lê Thái Tổ, bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vâng, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.